Cuối cùng cũng tới lứa thu hoạch rồi. Ba làm nhà khoa học mà sao ba trồng cà chua thua bác bò vàng nữa? Con nói vậy là sao? Sao lại như vậy? Bữa hổm á, đốn qua nhà bác bò vàng, thấy bác có nguyên vườn cà chua chín đỏ rực luôn, mà trái thiệt là to. À, ba hiểu rồi. Có chuyện gì hả ba? Có lẽ bác bò vàng đã dùng thuốc tăng trưởng cho nên trái cà chua mới to như vậy. Thuốc tăng trưởng là gì? Là thuốc rất độc. Nếu ăn những thực phẩm có chất này sẽ có hại cho sức khỏe của chúng ta. Thì ra là vậy. Thôi, chúng ta đi hái cà chua đi con. Tuân lệnh ba. Mưa tới hay là cái gì vậy? Là cho cháu hả ba? Trời đất, sao mà nó to quá vậy? Nè, các ngươi định làm gì vậy? Lũ châu chấu đáng ghét. Nè, lũ châu chấu kia, đây là vườn cà chua của ta. Các ngươi mau biến đi chỗ khác, nếu không thì phải trả tiền bồi thường đây. Ba, ba có sao không? Ba không sao. Chúng nó hung hăng quá, mình phải làm sao bây giờ hả ba? Bọn này chắc chắn đã ăn trúng thuốc tăng trưởng nên mới lớn như vậy. Thuốc tăng trưởng là thuốc mà bác bò vàng xịt vào trong vườn của bác á hả ba? Ừ, có thể là bác bò vàng đã xịt trúng nó, làm cho nó lớn lên như thế này. Vậy làm sao hả ba? Nếu không á, chúng sẽ tàn phá hết rau xanh của chúng ta á. Điều này ba vẫn chưa nghĩ ra. Con tưởng ba là nhà khoa học, cái gì ba cũng biết hết chứ. Thôi, chỗ này hết rồi, ba đi chỗ khác đi tụi bay. Đại ca, em thấy cà chua ở đây ngon quá. Nhưng có còn miếng nào nữa mà ăn? Ý em là sao chúng ta không bắt lão kia về trồng cho chúng ta ăn? Ăn mấy chỗ kia thuốc trừ sâu không à, em bị đau bụng mấy lần luôn á. Ý kiến hay, ta sẽ bắt ông ta trồng thật nhiều rau sạch cho chúng ta, để chúng ta ăn từ từ. Đi thôi. Cái gì vậy? Cái gì thế này? Ba! 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 Đốm! Đốm! Cứu ba! Ba! Trả ba lại cho ba! Tại sao lại có bọn châu chấu to như vậy hả Đốm? Mình không biết nữa, nhưng ba mình nói có lẽ do chúng bị trúng thuốc tăng trưởng. Vậy làm sao chúng ta có thể tiêu diệt được chúng bây giờ? Mình không biết, nhưng chúng ta có thể tìm nó trong phòng nghiên cứu của ba mình. Nhưng chúng ta biết cái nào sẽ giúp được mình hả Đốm? Mình cũng không biết nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là mình thử tìm trong sổ ghi chép của ba Đốm xem sao. Đúng rồi, toàn là hình vẽ và con số, tìm biết bao giờ mới ra đây. Wow, hoa đẹp quá, còn có trái nữa chứ, chắc là ngon lắm đây. Đưa đúng vào. Hả? Sao vậy Đốm? Đây là hoa phù thủy. Hoa phù thủy? Đúng vậy. Sao gọi là hoa phù thủy vậy hả Đốm? Bởi vì nó có khả năng thôi miên người khác. Không hiểu gì hết á. Nếu ai ăn nó thì sẽ làm theo lời người khác nói, cái gì cũng làm hết á. Ê, ghê quá. Ê, chuyện gì vậy bụng bự? Sao chúng ta không dùng nó để thôi miên lũ châu chấu ha? Dùng nó? Bây giờ tụi mình phải tìm cách để bọn châu chấu ăn trái này. À, mình đã có cách. Cách gì? Không được, không được. Bác không giúp con thì con không thể cứu được ba của con. Nhưng như vậy thì sẽ hư hết vườn cà chua của ta. Con năn nỉ bác mà. Thôi, cháu hãy đi tìm vườn của ai khác nhờ giúp đỡ đi. Nếu bác không giúp á thì mai mốt lũ châu chấu ăn hết chỗ khác cũng ăn luôn vườn nhà bác thôi. Mà biết đâu chừng á, chúng ăn hết rau
sẽ chuyển qua ăn thịt chúng ta. Các cháu đừng có dọa ta, ta không dễ bị mắc lừa đâu. Chính bác là hung thủ làm cho bọn châu chấu biến thành khổng lồ. Nếu cháu nói chuyện này cho hội bảo vệ thiên nhiên vũ trụ thì bác sẽ bị bắt giam. Ta đã làm cái gì? Chính bác phun thuốc tăng trưởng với cà chua, làm cho bọn châu chấu dính thuốc và to lên như vậy nè. Ta vậy bác có giúp tụi cháu không? Thì ta sẽ giúp. Không ngờ Đốm lại nghĩ ra cách nghiền hóa phù thủy ra để phun lên vườn cà chua của bác bộ vàng. Đốm thật thông minh, kỳ này bọn châu chấu mà ăn cà chua nhất định sẽ bị chúng ta thôi miên. Mình ngồi đây làm gì vậy Đốm? Chúng ta đợi bọn châu chấu đến đây. À, thì ra là vậy. Kìa kìa, bọn chúng tới rồi kìa. Mình ăn vườn này hả đại ca? Ăn đại thôi chứ biết sao giờ. Ông chủ vườn xịt thuốc nhiều quá à, ăn có bị sao không đại ca? Chúng ta nhờ thuốc của ông ta mà lớn như thế này thì còn sợ gì nữa chứ. Chúng bay đâu, tấn công. Bọn mình ra tay thôi. Tấn công. Cái gì vậy bụng bự? Thì tấn công bọn chúng, đâu phải đánh nhau kiểu đó đâu. Bụng bự ham đánh nhau quá. Vậy phải làm sao? Xem mình nè. Bọn châu chấu kìa. Ai mà dám hỗn hào thế? À, thì ra là con trai của lão già nhà Đốm kia. Để em xử nó cho đại ca. Ừ, ta sẽ cho ngươi biết tay. Tên kia, muốn cho ta xem đi. Ngươi làm gì thế hả? Còn ngươi, cũng múa cho ta coi. Ngươi dám kêu ta múa? Hay quá. Mấy đứa con thiệt là giỏi, đã nghĩ ra cách cứu ta. Là nhờ Đốm và bụng bự thông minh đó bác. Chuyện nhỏ thôi. Vậy bọn châu chấu này, chúng ta làm gì với chúng bây giờ hả ba? Hay là mình đem nó về nuôi để dành cởi đi học nha Đốm? Nhưng mình lấy đâu ra cỏ cho nó ăn đây chứ? Hay mình tiêu diệt nó đi ba? Chúng không có lỗi gì con à. Chúng cũng là nạn nhân của những người dùng chất độc để trồng trọt mà thôi. Cách này cũng không, cách kia cũng không. Vậy biết làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bảo chúng nó bay vào rừng. Chúng sẽ sống ở trong đó. Ba thật là sáng suốt. Ba là ba của con mà. Mà công nhận chúng khỏe ghê. Chở chúng ta nãy giờ mà không mệt. Ừ, chứ không nó quăng chúng ta xuống như kia rồi. Nếu mấy đứa không cứu ta thì có vẻ như sẽ an toàn hơn, có đúng hay không? Ba nói đúng á. Con cũng nghĩ vậy nữa. Con xin lỗi. Tại con tất cả. Chỉ có mấy cái kẽm gai rỉ sét với mấy cái camera cà tưng, sao mà làm khó ta được? Trúng rồi. Không có ai ở bên trong hết.
Mục tiêu kia rồi. Ý trời, hết dây hả? Ý trời, sao lại có xe cấp cứu với cứu hỏa ở đây nữa? Gian nữa rồi, phải trốn thôi, lần sau sẽ quay lại lấy. Cái thằng đốm này, biểu nó cài chuông báo động xe cảnh sát, mà nó cài cả cấp cứu với chữa cháy dù chi không biết nữa. Bạn bị thương rồi kìa, vào nhà đi để mình sơ cứu cho. Sao bạn lại giúp mình? Mình đâu có quen biết bạn. Thấy người hoạn nạn là phải giúp đỡ nhau, đó là tình người mà. Tình người hả? Ủa, sao bạn bị thương ghê quá vậy? Mình bị dấp cục đá nên té. Ủa, cái này là dấu phỏng mà. Lúc té có da vô chỗ người ta đang nấu hủ tiếu nên mới phỏng vậy nè. Hên là chưa đổ nguyên nồi nước sôi cho người á. Mày là đốm, rất vui được gặp bạn. Mình là chuột bạch. Chuột bạch hả? Tên đẹp ghê á. Nhưng mà bây giờ trời tối rồi, đi về nguy hiểm lắm. Hay là tối nay mày ngủ ở đây đi. Thôi buồn ngủ quá, sáng mai tính. Ta sẽ lấy được khối năng lượng đó. Lấy được khối. Có kẻ đột nhập hả bạn? Ừ, nhưng mà không mất cái gì hết á. À, cháu dậy rồi hả? Mấy đứa ăn đỡ bánh mì nha. Mẹ đốm đi du lịch chưa có về. Tối qua ở phòng nghiên cứu của bác bị đột nhập nên chưa kịp chuẩn bị gì hết á. Vậy bác có biết thủ phạm định lấy cái gì không bác? Chắc là chúng định lấy lõi năng lượng sinh học bác đang nghiên cứu. Nhưng mà mấy đứa yên tâm đi, bác đem về nhà cho chắc ăn rồi. Trời ơi, bạn làm gì vậy? Trong cái rủi có cái xui. Xui cho các ngươi rồi. Ta chính là người đã đột nhập vào phòng thí nghiệm tối hôm qua đây. Không, ăn vào sẽ chết đó. Không, ăn vào sẽ chết đó.
Ê, nhả ra đi, đuôi cái đó không được đâu. Sao mà chết được? Ta vốn là robot sinh học được chế tạo ra với mục đích duy nhất là phá hủy thành phố này. Robot sinh học? Tức là nửa người nửa máy hả? Đúng rồi, một nửa của ta là người máy. Viên pha lê đã cho ta đủ năng lượng để phát nổ cả thành phố này rồi. Khoan đã, nếu thành phố này nổ hết, chẳng phải ngươi cũng banh xác luôn hay sao? Đúng rồi, đây chính là đánh bom cảm tử. Ăn pha lê không có no bằng ăn bánh mì đâu. Nửa bên tay trái của hắn là máy, còn nửa bên tay phải vẫn là sinh vật bình thường đó ba. Tối hôm qua còn có băng bó cho chân phải của hắn đó. Vậy thì chỉ cần tấn công vô phần bên phải của hắn là được. Ấn tượng lắm. Các ngươi nghĩ chỉ bên trái của ta là máy chứ gì? Tin buồn là các ngươi đã sai rồi. Giỡn thế đủ rồi, ta phát nổ đây. Đơm, dậy đi. Thả ta ra. Ta sinh ra chỉ có mục đích duy nhất là phá hủy thành phố này. Không có ai trên đời này có mục đích là đánh bom cảm tử hết. Thức tỉnh đi. Có ta nè. Ta là robot chứ có phải là người đâu. Cái lò phản ứng nổ đã kích hoạt tự hủy trong vòng 10, 9. Đừng hòng. Đêm, con chạy đi đâu vậy? Con sẽ ôm chiếc bom ném ra ngoài. Con không để ba và mọi người chết đâu. Sao bạn lại giúp mình? Mình đâu có quen biết bạn. Thấy người hoạn nạn là phải giúp đỡ nhau. Đó là tình người mà. Tình người hả? Ba, hai, một. Con có thấy rằng chính tình thương đã cứu cả thành phố hay không? Khoan đã nào, chúng ta nghỉ chân ở đây. Nghỉ ngơi xong á, chúng ta sẽ chinh phục đỉnh núi nào. Không cần đâu ba, tụi con không có mệt. Mình leo luôn đi ba. Chúng ta nhớ phải nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ để giữ sức khỏe leo núi. Núi rất là cao, leo sẽ rất mệt. Mình cho bạn coi này nè, tập lâu lắm luôn mới được đó. Nè nè nè, thấy không? Đó. Wow, hay quá vậy. Ta là siêu nhân, không sợ nguy hiểm gian khổ. Siêu nhân không cần ăn vẫn khỏe. Mình sẽ phi thẳng lên ngọn núi mà không cần đổ giọt mồ hôi nào. Phải ăn thì mới có sức để leo núi chứ. Không, siêu nhân không bao giờ biết mệt buồn bự à. Chúng ta đi thôi, kẻo muộn mất. Nhanh lên các con. Mệt quá. Bà ra, đói nữa. Mình chẳng muốn đi một bước nào nữa. Sao mọi người không hề mệt như mình vậy? Bà ra, đói quá đi. Mẹ ơi, con đói quá, không lên núi nổi nữa, con muốn ăn bánh mì. Con cũng đói nè, con cũng muốn ăn bánh mì và uống sữa nữa.
gì mà gió ẹt vậy chứ? Hồi nãy hai bạn nói leo lên đỉnh núi mà không cần đổ dòng mồ hôi nào mà. Thôi, gia đình ta đi cáp treo vậy, Đốm và Tay To không đủ sức khỏe để leo núi đâu. Đốm, bây giờ chúng ta lên đỉnh núi mà không cần giọt mồ hôi nào nè, phải không con? Dạ, con biết rồi. Thì ra siêu nhân muốn mạnh khỏe thì cũng phải ăn uống điều độ. Đi thôi, đi thôi. Để con dọn phụ chén dĩa cho mẹ nha mẹ. Ừ, Đốm cứ để chén dĩa ở đó, mẹ rửa cho. Con cứ lên học bài đi. Mẹ cực quá chừng. Hay để con phụ mẹ cho. Không cần đâu, chăm sóc mọi người là niềm vui của mẹ. Đốm cứ lên học bài rồi đi ngủ sớm là được. Dạ, vậy con xin phép lên học bài. Ồ, sắp tới sinh nhật mẹ rồi, phải làm món quà gì tặng mẹ mới được. Chắc chắn mẹ sẽ thích con robot cho tự tay mình lắp ráp này. Mẹ ơi mẹ, con tặng mẹ món quà sinh nhật này. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Mẹ cảm ơn Đốm nha. Mẹ thích con robot này lắm. Cái này do con tự lắp ráp phải không? Dạ. Chắc chắn sẽ làm mẹ bất ngờ cho coi. Đúng rồi đó, robot đẹp như vậy ai mà không thích chứ. Cuối cùng đã tới ngày sinh nhật của mẹ, giờ chỉ việc gói robot và tặng mẹ thôi. Ê Đốm, bạn đang gói robot tặng ai vậy? Tặng mẹ, vì hôm nay là sinh nhật của mẹ mình mà. Hả? Bạn tặng con robot nhân ngày sinh nhật hả? Có vẻ không ổn lắm. Chỉ có con nít như tụi mình mới thích chơi robot thôi, chứ người lớn đâu có thích chơi robot đâu. Ờ hả? Mình quên mất. Bây giờ phải làm sao đây? Đừng lo, hay bây giờ ba đứa mình về nhà làm bánh kem tặng mẹ đi. Đúng đó, bây giờ làm nhanh vẫn còn kịp. Có cái gì không ổn lắm. Thôi kệ đi, chắc không sao đâu. Sao căn nhà tối thui vậy mấy đứa? Trời ơi, mấy đứa làm gì vậy? Dạ, con chúc mừng sinh nhật mẹ. Cảm ơn Đốm. Mẹ xúc động lắm. Nhưng sao các con dính bánh kem tùm lum vậy? Dạ, mới đầu con ráp robot tặng mẹ, nhưng mà tụi con nghĩ là mẹ không thích robot nên tụi con mới tức tốc làm bánh kem đó mẹ. Mẹ cảm ơn Đốm rất nhiều. Món quà lớn nhất mẹ nhận được hôm nay chính là tình yêu thương của con dành cho mẹ, chứ không phải bất kỳ món quà nào hết. Nào, bây giờ mẹ Đốm cắt bánh kem cho tất cả các bạn cùng ăn nha. Yeah! Vui quá. Đốm, bạn đã sẵn sàng chiến đấu với pizza siêu đặc biệt chưa? Sẵn sàng, thưa đồng chí. Wow, mở nhanh đi bụng bự, chịu ít nổi rồi. Wow, đây có phải là bánh pizza phủ phô mai, phủ xúc xích, phủ thịt bằm, phủ lạp xưởng không anh? Ôi da, đau quá. Đúng rồi, đây chính là bánh pizza phủ phô mai, phủ xúc xích với phủ thịt. Cắn lưỡi đau quá. Nhưng điều đó không cản lại được tình yêu của mình với pizza đâu. Đã quá. Cứ như là đang bay á. Đốm ơi, bụng bự ơi. Áo. Chết rồi, Tay To đến đó. Thì có sao đâu. Thì mình phải chia cái bánh này với Tay To nữa chứ sao. Ờ hả? Cái bánh này hai đứa mình ăn còn ít nữa, chia cho Tay To sao đủ ăn. Thôi mình giấu cái bánh đi, đừng cho Tay To thấy, vậy là mình khỏi phải chia với Tay To.
Được đó, chú nhanh lên, tao sắp vào rồi. Bụng bự ơi, bụng bự đâu rồi? Hả? Chết rồi, thấy to vô rồi, cháu ở đâu bây giờ? Chú rải với bạn đi. Hello bụng bự, hello đớm, hai bạn đi làm gì ạ? À, tụi mình đang đập con mũi nó cứ bay tùm lum mà. Thôi, đừng đập nữa, mình có đem đồ ăn qua cho hai bạn nè. Cái bánh không bự lắm, mà mấy bạn cứ ăn cho mình vui nha. Thiệt xấu hổ. Xấu hổ với ra to quá. Bạn đem cái bánh tới chia sẻ với bọn mình, còn bọn mình thì ích kỷ, vô cái bánh pizza này đi. Thiệt xấu hổ quá chừng. Thôi, không sao đâu, dù sao bây giờ ba đứa mình cũng có tới hai cái bánh rồi nè. Vui lên nha. Cảm ơn tay to, nhờ bạn mà tụi mình đã học được bài học và sự chia sẻ trong tình bạn. Đúng là bụng bự. Bay lên đi, bay lên. Đớm mà, không xem tivi nữa con. Tới giờ con đi học bài rồi, lên học bài nhanh đi. Thôi mà mẹ, mẹ cho con xem tí nữa đi, đang lúc hấp dẫn mà. Mẹ đã nói không là không, học bài hay là ăn roi. Nhưng mà mẹ... Rồi sao, bây giờ con cãi lời mẹ đúng không? Thôi được rồi, để con tắt tivi. Ây chà, mấy hành tinh khác xả bụi làm ô nhiễm vũ trụ quá, xử lý mệt muốn đứt hơi luôn à. Con chờ ba mới đi làm về, tình hình ô nhiễm nặng quá hả ba? Hèn chi, mấy hôm nay tivi nhiễu sóng hoài à. Đúng rồi đó con trai. Thôi anh tắm rửa, nghỉ một chút rồi xuống ăn cơm nè. Cũng tại ô nhiễm mà rau rất khó trồng. Hôm nay em mua được có chút xíu thôi, còn con nữa đớm. Mẹ nói con lên học bài mà, để cho ba tắm rửa nghỉ ngơi. Dạ mẹ. Làm con nít chán thiệt á, lúc nào cũng phải nghe lời người lớn, không nghe thì bị đánh. Đúng là chán thiệt. Làm người lớn không phải đi học, muốn làm gì thì làm, đúng là sướng ghê. Ôi, mệt quá đi mất. Một ngày làm việc đúng là căng thẳng mà. Anh mới đi làm về hả? Giày của em bị hư đế rồi. Tối nay em có hẹn khiêu vũ, sửa giúp em nha. Giờ mình phải sửa làm sao đây ta? À, hay là mình làm gãy luôn cái gót còn lại, như vậy thì đi sẽ không bị ngã nữa. Mình đúng là quá thông minh, thông minh quá mức. Hả? Anh giúp em gắn chân bàn này lại nha, nó vừa bị gãy sáng nay. Mình có bao giờ làm mấy cái này đâu mà biết. Giờ mình phải làm sao đây ta? Giờ phải làm sao đây? À, có cách. Trời, đau quá. Thôi, làm người lớn đúng là khổ mà. Dạ mẹ, con sẽ đi học bài liền đây. Ba đi tắm rồi nghỉ ngơi đi nha ba. Ba vất vả quá, con thương ba lắm luôn. Mạnh lên nữa một bữa ơi, mạnh lên. Wow. Ủa, bạn không chơi xích đu với tụi mình hả tay to? Thôi, mình đi xem hoa. Trời ơi, chán chết. Bạn không thử làm sao biết chán chứ? Vậy thì mình thử. Ui giời, thích mình chơi xích đu một mình. Mình tìm được cỏ bốn lá nè. Wow, người ta nói cỏ bốn lá này á hên lắm á. Nghe nói lá cỏ thứ tư tượng trưng cho sự may mắn, lá cỏ bình thường chỉ có ba lá thôi. Ồ, vậy hả?
Ồ, phí giảm giá pizza 80% lận. Cỡ này hên thiệt đó nha. Tào lao, trùng hợp thôi. Bạn còn nói là trùng hợp hả? Ê, sao bạn hên quá vậy? Cho mình mượn cộng quả xíu đi. À, mình xin lỗi bụng bự với nhau. Nhưng mà để mình chạy về khoe với mẹ mình trước đã. Có con cỏ này rồi, từ nay ta không sợ bất kỳ cái gì hết. Cả lớp cất tập, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra. Đốm, bạn học bài chưa? Đã có con cỏ may mắn rồi, mình đâu còn phải học bài. Trời ơi, sao không hiểu chữ nào hết vậy? Con học hành thế nào mà kiểm tra được có một điểm vậy hả Đốm? Dạ, tại con có cọng cỏ bốn lá may mắn, nên con nghĩ con không cần phải học bài. Trời ơi, có cỏ bốn lá là con không học bài hả? Không có thứ gì trên đời này đem lại may mắn hết. Mọi thành công phải từ nỗ lực, cố gắng mà có được. Nhưng mà có lúc con gặp may thiệt mà. May mắn hay xui xẻo chỉ là do cách chúng ta nghĩ về sự trùng hợp. Bạn bè học bài rất nhiều được 10 điểm, con không học chữ nào cũng được 10 điểm. Con có thấy công bằng hay không? Dạ, con hiểu ý mẹ rồi. Sau này con sẽ không ỷ lại vào bất cứ thứ gì nữa, mà sẽ tự cố gắng đạt được điều mình muốn. Chết nè, chết là chưa. Mày dám chạy đâu? Con gián. Con gián bò đâu rồi đó? À, dạ, hình như nó chạy ra ngoài cửa rồi đó nào. Con gián đâu? Con gián đâu rồi? Hả? Con gián nhìn cũng dễ thương mà ta. Sao mẹ lại ghét con gián vậy ta? Nhìn cũng giống con dế hay cào cào thôi. Mình nghe tivi nói mỗi loài đều có nhiệm vụ của mình trong hệ sinh thái. Chắc là gián phải có nhiệm vụ gì đó, đúng không? Bạn nói đúng đó, chắc là mình phải bảo vệ loài gián thôi. Có chuyện gì vậy? Bạn cho mình mượn cái nhà búp bê của bạn được không? Mấy bạn đợi mình xíu nha. Ủa, mà mấy bạn định làm gì vậy? Tụi mình nuôi con này nè. Hình như phụ nữ ai cũng sợ gián. Được rồi, mấy bạn dám nuôi gián hả? Bây giờ bạn đã có nhà riêng rồi, bạn muốn làm gì cũng được, không sợ ai phá hết. Trời đất ơi, ở đây mà nhiều gián quá vậy. Trời ơi, ai cứu tôi vậy? Hey, biệt đội tiêu diệt gián đã có mặt. Chết nè. May mà có các mẹ với xe to cứu đó. Còn hay quá ha, dám nuôi con gián. Con có biết là con gián là loài côn trùng mang mầm bệnh cho con người hay không? Dạ, tại tụi con cũng phải bảo vệ đa dạng sinh học. Đúng là mỗi loài đều có nhiệm vụ của mình trong hệ sinh thái. Nhưng nhà ở không phải là nơi để nuôi gián. Giống như con người thì không thể sống ở dưới nước gì đó. Con biết chưa? Dạ, bây giờ tụi con hiểu rồi. Sau này con sẽ không nuôi những loài có hại trong nhà nữa. Bắp tới rồi. Đồi mình nặng như cái lu vậy á. Trời ơi,
đau lưng quá. Bưng nặng như vậy phải để bụng bự bưng mới đúng á. Thôi phàn nàn hoài, mình đem bắp tới rồi nè. Sắp được đổ bắp rang ăn rồi. Ê Đốm, Đốm lại đây coi nó ghi cái gì nè, lạ lắm. Hàng cam su dâm là sao? Ghi gì mà không có dấu, khó đọc quá trời luôn á. Chắc là hàng cam sử dụng, tức là hàng này là sản xuất từ Campuchia đó. Có lý, hồi trước ba mình có từng qua Campuchia chơi đó. Có khi nào là hàng cấm sử dụng không ta? Thôi kệ, nổ bắp rang ăn đi, hàng nước nào cũng vậy à. Thấy mấy cà bắp bụng bự làm việc hiệu quả không? Ê, trời ơi, làm gì vậy? Tuyệt chiêu hay đó, mấy cà bắp bụng bự, thêm bơ vô đi. Yêu ơi, hai ông con trai ở giờ thì ướng. Ở giờ sống lâu mà, đúng không Đốm? chín chưa, bắp nổ chưa? Đợi xíu đi, gần nổ rồi. Bắp nổ rồi, chuẩn bị ăn được rồi. Bắn nhiều quá. Mọi người mau trốn đi. Chúng ta là liên minh bắp rang, chúng ta được sinh ra để thống trị loài người. Liên minh bắp rang thống trị loài người, có ăn được không? Ăn cái đầu bạn á. Sống lên anh em, chúng nó đòi ăn cả chúng ta kìa. Tấn công. Căn cứ là bàn đạp đầu tiên để chiếm lấy thế giới. Thiếu rồi, nhà bị chiếm rồi. Một lát ba mẹ già ông biết nói sao luôn á. Vậy dùng chữ trên nồi là hàng cấm sử dụng đó. Ha, có lý. Nhưng mà chúng ta cũng phải giành lại nhà từ tay bọn chúng. Được lắm, kế hoạch là chúng ta sẽ loại từng tên một, không cho chúng có cơ hội hợp tác với nhau. Bánh mì gạo còn phết mặt ông nữa chứ. Thành công rồi. Các bạn nhớ đừng làm chuyện này ở nhà nha, cực kỳ nguy hiểm luôn đó.
xong một tên, còn bốn tên nữa. Được, thừa thắng xông lên. Thêm một tên nữa rồi, còn lại ba tên thôi. Lần này là ba chọi ba, chúng ta sẽ tấn công chính diện luôn. Bọn liên minh bắp rang kia, đầu hàng đi. Bọn ta này giữ đồng bọn với các ngươi. Đúng rồi, nếu các ngươi không đầu hàng, ta ăn hết hai tên này luôn đó. Ừ, bạo lực quá. Nhưng mà bạn ta làm thiệt đó, nhìn cái bụng là biết rồi. Trời ơi, các ngươi to gan lắm, dám đe dọa cả liên minh bắp rang này à. Anh em đâu, tấn công. Bộ tưởng bọn ta tay không bắt giặc hả? Không chuẩn bị gì mà bước vào đây sao? Bụng bự tay to, xuống nước tiến lên. Khống chế được các ngươi rồi. Không, sao các ngươi dám tấn công anh em của ta? Đây là hình dạng cuối cùng của ta, liên minh nhập làm một. Chiều này của các ngươi chỉ tắm mát cho ta thôi. Chết rồi, nước không có tác dụng với hắn nữa. Các ngươi còn không mau đầu hàng. Thôi xong rồi, kỳ này tiêu chắc. Có chết mình cũng phải cạp tụi này một miếng. Thả ra, thả tay ta ra. Có khách rồi. Thả ra. Bụi bự, đẩy hắn vào đây nè. Cuối cùng cũng bắt được hắn rồi. Hắn bị thu nhỏ trở lại thành hạt bắp rồi. Yeah, thành công rồi. Trời ơi, chuyện gì vậy Đốm? Dạ, tụi con. Để nhà cho liên minh quậy phá như mấy đứa là không ổn. Dọn dẹp nhà ngay. Tay tay, đợi một giây. Ê nha. Hả? Hộp bé ngoan hả? Không biết trong cái hộp đó có gì. Sao tay tao không mở ra xem thử? Thưa mẹ, con mới đi học về. Con về rồi hả? Rửa tay nằm nghỉ tí đi, rồi ra ăn cơm con. Dạ thôi, để con rửa tay rồi phụ mẹ làm việc. Ồ, công nhận tay to giỏi thiệt. Ý quên, mình phải đi cất nó đi đã. Ủa, nãy giờ đâu có ai đụng tới cái hộp đâu ta. Hả? Nó tự mở hả? À, mình hiểu rồi. Thì ra là hộp này tạo ra quà. Hay quá, con có bông đẹp quá à. Nếu mình có cái hộp đó, mình sẽ có được thật nhiều đồ chơi mới. Nhất định mình phải có được nó. Dù sao thì mình cũng phải để cái hộp lại chỗ cũ mới được. Ê, ta to. Ủa, Đốm, bạn chưa về nữa. Ừ, mà ta to có cái hộp gì vậy? Không có gì đâu, mình nhặt được hôm qua đó. Hộp bé ngoan là gì vậy ta? Ta to có mở nó ra coi chưa? Mình đâu có mở. Thôi đủ rồi, mình đã thấy hết tất cả. Cái hộp đó tạo ra đồ chơi có phải không? Ủa, sao bạn biết? Sao là không biết,
có cái hộp hay như vậy mà không chia sẻ cho bạn bè gì hết. Mình đang tính đem trả lại chỗ cũ mà. Nếu bạn không cần nó thì đưa đây cho mình giữ cho. Đưa đây cho mình thì trước đây. Ê, không được đâu, đớm. Nè, đi học về sao không thưa ai hết vậy con? À, quên, con thưa ba mẹ con mới đi học về. Con lên lầu đây. Không được, con để cặp đó, vô rửa tay rồi ra phụ mẹ dọn cơm. Dạ. Mẹ ơi, mau dọn cơm lẹ lẹ đi, con còn phải học bài nữa mà. Muốn nhanh thì vô phụ mẹ, ở đó mà hối. Không sao, nè, con ăn nhanh lên đi rồi còn học bài nữa. Cái thằng này không biết dọn dẹp gì hết. Hợp ơi, tao muốn có một chiếc xe điều khiển đời mới. Tạo nó cho ta đi. Hả? Tại sao tao lại đứt cái đá không vậy? Không chịu đâu. Có chuyện gì mà khóc vậy con? Tất cả là do cái hộp này. Con thấy tao mở ra có đồ chơi mới, con lấy của bạn đó mang về thì lại ra tàn đất cái đá không à. Trước khi nhận được quà, bạn tay to đã làm gì vậy con? Bạn đó phụ mẹ dọn nhà, dọn cơm. Vậy thì ba hiểu rồi. Đây là hộp bé ngoan, nghĩa là con phải ngoan thì mới tạo ra được đồ chơi. Về nhà thì không chịu phụ giúp cho mẹ. Con không ngoan thì làm sao mà nó ra đồ chơi cho con được. Vậy là mai con ngoan thì con sẽ được đồ chơi phải không ba? Đúng rồi, nhưng mà con không được giữ nó, bởi vì nó không phải là của con. Phải trả lại chỗ cũ, như vậy đã là ngoan rồi. Con hiểu rồi, mai con sẽ trả lại chỗ cũ. Với lại đi xin lỗi tay to nữa. Cố lên mày nhỏ, chúng ta gần tới rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ được ăn món ngon nhất trên đời này. Nhưng mà mình mệt quá, bé hết nổi luôn rồi. Mình chán ăn bánh mì lắm rồi. Sáng nào bọn mình chán ăn bánh mì, xong nay bạn lại vậy? Tại vì ngày nào cũng ăn hết đó, nên mình ngán tới tận cổ rồi nè. Mình muốn ăn đồ ngon, mình muốn ăn món ngon nhất trên đời này. Đúng đúng, mình cũng đang trên đường tìm món ngon nhất trên đời. Bạn có muốn đi với mình không? Cố lên mày nhỏ, chúng ta sinh ra là để ăn mà. Thôi, mình bỏ cuộc, bạn đi ăn một mình đi. Cuối cùng cũng tới nơi rồi, món ngon nhất trên đời này sẽ là của mình. Tất nhiên là đi rồi. À, ý bạn là từ nay về sau không thể ăn bánh mì chung với bọn này nữa chứ gì? Mình muốn thưởng thức đồ ăn ngon thôi, mấy bạn đừng có hòng cản mình. Ủa, đâu rồi ta? Sao mấy nhỏ nói là ở trên này mà? Ồ, chào anh bạn nhỏ. Lâu lắm rồi mới có người xuất hiện ở nhà hàng cô đơn này. Hả? Nhà hàng cô đơn? Đúng rồi, vì chỉ có những người không có bạn bè, rảnh rỗi lắm thì mới lên tới nơi này thôi. Cũng hơi đúng đúng. Mà món ăn ngon nhất trên đời này đang ở đâu vậy chú đầu bếp? Ừ? Dạ, con hiểu rồi, bên kia cây cầu. Ơ, kia rồi, cuối cùng món ăn ngon nhất trên quả đất cũng thuộc về miệng ta. Sao rồi anh bạn nhỏ, thấy thức ăn ngon chứ? Tất nhiên là... Sao tự nhiên lại ngập ngừng vậy? Không có ngon. Tại sao cháu lại thấy không ngon vậy ta? Cứ thấy thiếu thiếu cái gì á. Là thiếu những người bạn đúng không? Món ăn cho dù ngon cách mấy, nhưng nếu phải ăn một mình thì thật là buồn chán. Dạ, chú nói chí phải. Món ăn ngon nhất trên đời chính là những món ăn được ăn cùng với mọi người, vừa ăn vừa cười nói chuyện vui vẻ, chứ không phải là lủi thủi ăn một mình. Cháu hiểu tại sao nơi đây gọi là nhà hàng cô đơn, chứ không phải là nhà hàng ngon nhất rồi. Tạm biệt chú nha, cháu về với bạn của mình đây. Cháu nói đúng lắm, tạm biệt cậu nhỏ, chúc cậu thượng lộ bình an. Dạ. Cha
là ma sao? Do gì? Do gì? À, con muỗi. À, bắt được rồi, đồ phá hoại. À, ta chưa đủ khổ sao? Sao ngươi còn đập ta? Không đập ngươi, ngươi đi truyền nhiễm hả? Sao mà ta truyền nhiễm được kia chứ? Thì chích người hút máu, chứ còn sao? Ngươi bị điên à? Ta là muỗi đực, đâu có hút máu được đâu. Hả? Có vụ này nữa hả? Ta chỉ bị lạc vô đây thôi, chứ ta hút vợ cây trong khu rừng vui vẻ. Nhưng ngươi sẽ lấy vợ, rồi sẽ sinh con, đi truyền nhiễm mà. Ta ốm yếu như vậy, không còn muốn cái nào muốn lấy ta hết. Ngươi bị bệnh hả? Không, vì muốn được chúng ta chỉ sống được quá lắm 15 ngày thôi. Hết ngày mai nữa là ta sẽ chết. Thôi, đừng có buồn nữa. Ngươi lấy vợ mắt công sinh con, rồi lại truyền nhiễm, không có tốt đâu nha. Ta đâu có cần lấy vợ, ta chỉ muốn trước khi chết có thể làm được một việc tốt, để dớt dát được tiếng tâm cho loài muỗi ta thôi. Hả? Là ngươi muốn làm điều tốt hả? Ừ, làm một điều tốt trước khi chết. Đơn giản, mai ta sẽ giúp ngươi. Ừ, thật hả? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ vào rừng xanh, nếu có lâm tặc vào chặt cây thì ngươi sẽ tấn công để đuổi họ về. Chà, nghe ngu đó. Nhưng ta liệu có làm được không? Nếu đó là một việc làm cuối cùng của ngươi thì ta chắc chắn ngươi sẽ làm được. Thôi, hôm nay cưa một cây đủ rồi. Hôm qua cưa nhiều quá, sẽ bị phát hiện luôn. Đến rồi kìa. Ngươi chuẩn bị chưa? Dừng ngay tên lâm tặc kia. Mũi đầu cho bất mình kia. Tao nói ngươi đó, đừng phá hoại. Hả? Con mũi nhép, ngươi tính làm gì ta? Chết ta chắc. Được, ta sẽ cho ngươi biết. Được rồi, ta đi bà. Đuối quá. Ngươi có sao không? Cuối cùng, ta cũng đã làm được. Ước gì có thêm thời gian để làm thật nhiều việc tốt. Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Ta đi đây. Ta sẽ làm như ngươi nói, làm việc tốt hay còn có hả? Cảm ơn ngươi. Trời nóng quá đi mất. Mình nghe mẹ nói á, là thời tiết nóng nực làm cho cây cối héo queo, mùa màng thất thu tùm lum hết đó. Chẳng biết ông thần mưa đi đâu mất tiêu rồi nữa. Tụi mình không thể ngồi không như vậy được nữa, phải đi tìm ông thần mưa thôi. Nhưng mà biết ai đi tìm bây giờ? Thì đương nhiên là mình rồi. Trong nhóm này á, là mình khỏe nhất chứ gì nữa. Phải mạnh mẽ như vậy mới vượt khó mà tìm được ông thần mưa. Ý bạn nói là mình yếu hơn bạn hả? Chứ không phải hả? Chấp nhận sự thật đi. Ừ, bụng bự đã xung phong rồi, thì tụi mình sẽ ở lại đây đợi bụng bự về nha. Được rồi, mình đi đây. Để xem có tìm ra ông thần mưa không thì biết. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa, ông đang ở đâu vậy ông? Dạ. Ây da, đau quá. Mệt quá. Tìm hoài mà ông thần mưa vẫn đâu mất tiêu à. Ủa, bụng bự, bạn đã tìm được ông thần mưa chưa? Mình tìm không có được. Bạn tưởng bạn có sức khỏe thì sẽ làm được sao? Để mà tìm được ông thần mưa thì phải cần một người thông minh, nhanh nhẹn như mình đây. Mày nói vậy á, thì mai đi tìm đi, thách bạn tìm ra. Được thôi, ngày mai sẽ tới mình. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa. À, hay là mình hỏi xung quanh đây thử coi. Bông hoa, có gặp thần mưa không? Ông thần cây ơi, ông có gặp thần mưa không ông? Thật đáng sợ, trong rừng thật là nguy hiểm. Đó, mình nói rồi mà bạn đâu có tin đâu. Ít nhất là mình vẫn thông minh hơn bạn ha. Tới giờ mà bạn còn nói như vậy nữa hả? Thôi thôi, dừng lại đi, hai bạn cãi nhau hoài à. Anh chị ơi. Chuột hả? Sao giờ này em lại ở đây? Em đang đi tìm đồ ăn gì cho mẹ, thì nghe mấy anh chị cãi nhau nên em ra đây. Anh chị để em đi tìm thần mưa cho. Hả? Em đi tìm? Dạ, mặc dù em yếu ớt nhưng cho em giúp sức với. Em
em chỉ muốn trời mau có mưa, mùa màng có lại thì mẹ em mới có đồ để ăn. Mẹ em đang bị bệnh mà không có gì để ăn ở nhà hết. Trời, thằng mưa kìa. Ông thằng mưa ơi, ông ở đâu mà hai ngày nay tụi con đi tìm ông không thấy đâu hết á? Ta đã biết, nhưng ta không xuất hiện. Bởi vì cái con đi tìm ta chỉ vì ghen tị, ganh đua nhau. Còn chuột, con tuy yếu ớt nhưng biết nghĩ cho mẹ, cho người khác. Ta đã cảm nhận được tấm lòng của chuột nên đã xuất hiện. Thì ra là vậy, hai bạn có thấy mình sai chưa hả? Mình biết mình sai rồi, xin lỗi Đốm. Mình không nên khoác lác với bạn như vậy. Mình cũng xin lỗi bạn nhiều lắm nha. Thôi, dù sao thì tầng mưa cũng xuất hiện rồi. Mọi người hãy vui lên đi nào. Có mưa rồi. Hôm nay, ba sẽ dẫn cả ba đứa đi cắm trại cuối tuần nha. Hôm nay sẽ khác với mọi khi. Khác là sao hả ba? Hôm nay ba muốn mấy đứa hãy tự tay làm tất cả các công việc của một chuyến cắm trại, vì các con đã lớn, được không nào? Dạ được. Dạ. Dạ. Vậy bây giờ các con hãy tự phân chia công việc và bắt đầu đi nha. Dạ. Giờ chúng ta sẽ chia nhau ra đi kiếm củi, lấy nước, dựng lều. Mình làm biến đi, mỏi chân lắm. Vậy bạn ở nhà dựng liều nha. Ừ, vậy mình sẽ đi lấy củi, còn tao to đi lấy nước. Ừ, cũng được. Nhiều đầy đủ chưa ta? Thôi kệ, chắc đủ rồi á. Lấy nhiều sao mà khiêng nổi. Sao mà không thấy nước đâu hết trơn vậy nè? Hả, cái kia. Tự dưng bắt con gái đi lấy nước, thiệt là bất công quá mà. Nhiều đây là đủ rồi. Đốm, ta to. Đốm lấy củi xong rồi hả? Ừ. Sao chỉ có nhiêu đây vậy? Không có củi, nhiêu đây đủ rồi. Mà sao ta to lấy có chút xíu nước vậy? Nước xa lắm mà lại ít nữa. Mình đã cố gắng mới lấy được bao nhiêu đây đó. Thôi mình về đi. Bụng bẩn. Hả? Cái gì vậy? Tụi mình đi lấy củi, lấy nước, còn bạn lại nằm ở đây ngủ. Mình đúng rồi, củi đâu? Hết củi rồi nè. Mình lấy rổ trái cây nè, bao nhiêu đó được rồi. Sao mà chín được chứ? Bạn lười biến quá à. Chỉ có mấy cây củi tàn hết rồi, không có thịt để ăn luôn nè. Bạn cũng vậy, có chút xíu nước, mình chưa rửa được một trái nào luôn nè. Hay bạn phụ mình đi, mình không biết dựng lều. Không, ai bị bụng bụi làm biến. Chết rồi, mưa tới. Các con có thấy chính sự lười biếng, tị nạnh và không giúp đỡ lẫn nhau của các con đã gây hậu quả như thế nào hay chưa? Dạ, tôi có biết lỗi rồi. Đây là bài học cho tất cả các con, để sau này làm gì cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, và đặc biệt là biết giúp đỡ lẫn nhau. Dạ. Mùi thơm quá vậy. Thịt nướng. Bụng quá. Mẹ đâu rồi ta? Gió trông ngon quá vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Sao ta? Mình muốn ăn dưa hấu. Đúng, sao con dám lấy dao? Mẹ đã dặn con thế nào? Dạ, tại con thấy mẹ đâu hết. Con có biết trẻ con không được dùng dao không? Nó rất nguy hiểm. Dạ, tại con nói bụng quá, con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ chỉ giảng giải cho Đốm hiểu chứ không phải trách mắng con đâu. Để mẹ dọn cơm và xẻ dưa cho con ăn nha. Yeah, cảm ơn mẹ. Đốm đến rồi hả? Mẹ vào đi, có bụng bự nữa nè. Mình có mang thêm bánh khóm cho mẹ mình làm nè, ngon lắm đó. Yeah, bánh mẹ Đốm làm là ngon nhất.
Ăn xong bánh á, tụi mình chơi trò gì tiếp theo bây giờ? Hay là tụi mình đọc sách đi? Thôi, đọc sách dễ bị buồn ngủ lắm. Vậy thì tụi mình chơi bán đồ hàng đi. Nhưng mà chỉ chơi giả bộ hoài chán lắm. Mình cứ giả bộ ăn trong khi không có cái gì ở trong chén hết trơn. Chứ buồn bự muốn chơi cái gì? Mình cũng không biết nữa. À, mình biết rồi. Lần này chúng ta sẽ không chơi bán đồ hàng giả bộ nữa. Tụi mình sẽ dùng cây lá để làm thức ăn. Ý bạn là sao? Tụi mình sẽ lấy lá cây sắt nhỏ ra làm thức ăn. Vậy là có thức ăn trong chén, chỉ là không ăn được thôi. Nghe có vẻ thú vị hơn rồi đó. Vậy mình cùng chơi đi. Mình cũng muốn chơi thử lắm á. Vậy giờ tụi mình cùng đi hái lá cây đi. Xong, vậy bây giờ tụi mình cùng chơi thôi. Đốm làm đầu bếp, mình là phục vụ, Bụng Bự là khách hàng. Để mình làm khách hàng cho, mình chỉ thích ăn thôi. Nhưng mà bây giờ mình dùng cái gì để cắt lá bây giờ? Đương nhiên là dùng dao rồi. Thôi, không được đâu. Mẹ mình nói trẻ con dùng dao rất nguy hiểm. Mẹ mình cũng nói vậy đó. Hai bạn và con trai mà nhát gan quá à. Đốn không dám dùng dao, vậy để mình làm đầu bếp cho. Không phải mình nhát gan, mà là mình nghe hay là căn dặn của mẹ thôi. Vậy là bạn vẫn không dám dùng dao đúng không? Vậy cứ để mình làm đầu bếp cho. Mình leo lên cái ghế này, hai bạn giữ chặt cái ghế giúp mình nha. Nè, hai bạn thấy chưa? Có sao đâu. Tay tôi, cậu có sao không? Mình còn sống không vậy? Bạn còn sống mà. Thiệt là nguy hiểm quá. Xém xéo là mình tiêu đời rồi. Giờ thì mình đã tin lời của đốm rồi. Chúng ta còn nhỏ, không nên sử dụng dao. Như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Sao đốm không rủ Bụng Bự đi hái táo cùng với tụi mình cho vui? Thôi, Bụng Bự lúc nào cũng tham ăn, đủ bạn ấy đi cùng á hả? Bạn ăn hết táo của tụi mình thì sao? Nhưng dù sao cũng là bạn bè mà, nhường nhau một tí có sao đâu. Ê tê to, có cái gì đằng kia mà sáng dữ vậy? À ha, mình lại xem thử đi đố. Thì ra là đôi cánh. Mà sao nó phát sáng dữ vậy? Có khi nào là cánh tiên không? Dám lắm à. Mẹ mình nói chỉ có tiên mới phát sáng thôi. Vậy mình lấy nó đi đố. Hai bạn chơi xấu nha. Đi mà không ngủ mình. Ai bảo bạn tham ăn làm chi? Mà bạn buông chân ra đi, để mình lấy đôi cánh của mình. Nè, lấy đi. Ê, mình lấy được rồi nè. Đốm xuống đi, bọn mình mỏi cổ quá à. Để mình bay tí nữa đi. Xuống đi, mình có cái này hay lắm nè. Ê, việc gì mà hay vậy Bụng Bự? Trả đôi cánh cho mình. Sao phải trả cho Bụng Bự chứ? Tụi mình thấy nó ở đây mà. Nhưng mình thấy nó trước. Trả đây. Không trả. Trả đây. Đưa cái kia cho mình. Trả lại cho đốm. Không trả. Không trả thì đừng trách. Vậy thì làm gì nhau chứ? Thôi, không ai bạn đừng đánh nhau nữa. Nguy hiểm lắm. Tay to, mau tránh ra. Để mình dạy cho Bụng Bự một bài học. Hai đứa nói cho ba mẹ nghe, tại sao là bạn với nhau mà lại đánh nhau? Dạ, tại bạn ấy giành đồ chơi của con. Vậy sau khi đánh nhau thì đồ chơi của con đâu? Dạ, đằng kia. Vậy cuối cùng có ai được đôi cánh hay không? Nếu như tụi con nhường nhịn lẫn nhau, mỗi bạn bay một chút á, thì bây giờ các con vẫn còn đôi cánh và bạn tay to đâu có bị thương. Dạ, tụi con biết lỗi rồi. Lỗi gì hả? Dạ, là bạn bè thì không được đánh nhau. Phải biết nhường nhịn, yêu thương nhau. Bà vẫn chưa nhìn thấy hai đứa yêu thương nhau, làm sao mà tha tội được.
trên cành cao chim hót, rồi em đi dưới vườn xuân, ba bạn thân lấp lo, rồi em tung tăng sân nhà. Ồ, hôm nay con trai của ba có gì mà vui vậy? Dạ, hôm nay con có hẹn với mấy bạn đi tham quan lễ hội hoa. Ba mẹ chúc đốm đi chơi vui vẻ, nhưng nhớ đừng có nghịch phá, kẻo làm hư hoa của người ta. Dạ, con biết rồi, chào ba mẹ, con đi đây. Ê, còn bên này nữa nè, lễ hội hoa năm nay đẹp quá ha. Ồ, mình thấy có nhiều hoa hơn năm trước á. Đồ ăn cho khách tham quan cũng được bán nhiều hơn. Mình thích nhất là hoa đồng tiền, các bạn thích hoa gì? Mình thích hoa vạn thọ, Tết nào mẹ mình cũng mua nhiều ơi là nhiều. Còn mình thích nhất là hoa hồng, nhà mình có trồng nhiều lắm á. Bông hoa đồng tiền đẹp quá à. Đâu, đâu, chỉ mình xem với. Wow, màu sắc thật là đặc biệt, thích quá à. Mình muốn hái bông hoa đồng tiền này về nhà, hai bạn giúp mình hái nó nha. Ờ, nhưng mà người ta để biển cấm hái hoa kìa. Nhưng mà chỉ một bông thôi, chắc không có sao đâu. Không được đâu, như vậy là vi phạm quy định đó, hái hoa sẽ bị phạt. Nhưng chỉ một bông thôi, mình thích lắm, các bạn không giúp mình không chịu về đâu. Đốm, làm sao bây giờ? Thôi được rồi, mình sẽ hái giúp bạn, nhưng chỉ một bông thôi đó. Yeah, mình cảm ơn bạn nhiều nha. Bác bắt quả tang đang hái hoa rồi nha. Các cháu không nhìn thấy chiếc bảng cấm hái hoa hay sao? Dạ, con thấy, nhưng con chỉ định hái một bông thôi. Các cháu phải biết tuân thủ quy định chứ. Bác sẽ báo cáo việc này với ba mẹ các cháu. Cháu không có hái, cháu không liên quan, bác đừng mét ba mẹ cháu. Nhưng cháu đã giúp bạn làm việc sai, cháu cũng có lỗi. Dạ, con là người hái hoa, con xin chịu tội hết. Bác đừng có mét ba mẹ bạn ấy nha. Đúng, chỉ giúp hai cháu một bông hoa thôi là lỗi tại cháu. Bác tha cho đúng đi bác. Thôi được rồi, bác thấy các cháu đều đã biết lỗi, như vậy là tốt, lần này bác bỏ qua. Cháu cảm ơn bác nhiều. Dạ, lần sau cháu sẽ không hái hoa dù chỉ một bông. Các bạn nhớ nha, không được hái hoa ở những nơi đã được quy định.